Ngày nào mình cũng tập bài này thì chân của mình nó rất là mềm dẻo, ngồi thiền nó rất là dễ dàng. Nhiều người ngồi lâu năm rồi nhưng chưa ngồi tốt được bởi vì chân nó vẫn chưa khai thông được hết. Ta phải khai thông hết phần chân của chúng ta. Bước 2, sát nóng. Hai tay chúng ta sát nóng chân như thế này. Một chiều từ trên xuống dưới, chúng ta chỉ cần làm một chiều thôi. Từ trên xuống dưới. Tương tự, chân phải sát nóng từ trên xuống dưới. Bước thứ 3, chúng ta vuốt khí ở chân. Mặt trong này, chúng ta vuốt từ dưới lên trên này. Ngoài, trên xuống dưới. Trong thì dưới lên trên, ngoài trên xuống dưới. Chuyển chân phải. Đó, chúng ta cứ làm tuần tự. Mỗi động tác chúng ta làm tầm khoảng 3 lần, khoảng 5 lần thôi.